Xin chào tất cả các bạn, mình là Nam ở bên cửa hàng Guitar Isaac. Và ở trong video này thì mình xin giới thiệu với các bạn về những loại phụ kiện mà nó có thể cần cho một cây đàn guitar. Có thể tập chơi hoặc sau này các bạn đụng đến nó thì các bạn sẽ cần lưu ý đến nó. Thì đầu tiên, đây các bạn nhìn qua là mình đã chuẩn bị sẵn hết nó trên cây đàn này rồi. À, một cái capo nữa. Thì đầu tiên, vì là phụ kiện các bạn nhé, nên là các bạn có thể cần lấy nó hoặc là không nhất thiết. Có sẽ nhiều cách để mình có thể thay thế được. Ví dụ như đầu tiên là dàn trong xước, cái này thì có hai tác dụng là trang trí. Đó, thứ hai nữa là khi các bạn đánh này, nếu bạn mới hay là gì đó thì quen thì hay quẹt vào đàn thì nó sẽ xước mặt đàn, thì dàn trong xước này vào nó sẽ đỡ xước cái mặt đàn các bạn, vậy là bảo vệ mặt đàn. Đó, chứ phần quạt này thôi. Bộ phận thứ hai đó là cái hộp đựng pick như thế này, cái này gọi là cái pick PICK hoặc pick được miếng gậy dễ nhất. Đấy, thì hộp đựng của nó và cái miếng gậy. Hộp đựng miếng gậy làm gì? Đây, bạn dùng tay này. Dùng miếng gậy. Đó. Vậy là dàn trong xước, hộp đựng pick là ba thứ rồi. Tiếp theo đó là chốt đeo dây đàn. Chốt này thì thường ấy, chốt các bạn sẽ thấy trường hợp là chốt lắp một chốt này thôi, hoặc là hai chốt thì một chốt chỗ nãy và chỗ này thì để đeo. Đây mình lắp một chốt thôi, không thích khoan vào đàn nhiều quá. Đây thì khi lắp dây vào đeo sẽ như này, phải đứng được. Nếu mà đây mà đứng này đó, đứng là đàn treo. Khi mà các bạn lắp hai chốt thì nó sẽ vào cái phần này thì nó sẽ cũng được, không sao cả. Ok, này dành cho các bạn đi sinh viên thì ra ngoài bên ngoài đánh thì nó thoải mái hơn, khi mọi người đứng hát thì mình thì đứng được. Một cái phụ kiện nữa, cái kẹp capo, cái này các bạn có thể nhiều bạn đã rất là quen thuộc với nó rồi, nhưng mà có nhiều bạn chưa biết rằng nó làm gì đâu. Các bạn nghe thử nhá, cái này khi kẹp vào thế nào, nó làm cho cái gọi là cái tông nó cao hơn. Ví dụ như này, bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi. Đó, bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi, thì khi kẹp vào mình hát cao hơn. Bạn nghe thử nhé. Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi. Đó, thì cái này nó dành cho những bạn nào khi mà thứ các bạn lấy mà vâm trên mạng mà các bạn thấy hát thấy nó thấp quá, các bạn kẹp capo này vào thì nó làm một cái tông giọng để các bạn có thể khoe cái giọng của mình ra tốt hơn, và tùy từng bài hát nó sẽ phù hợp. Ok, đó là những cái phụ kiện mình giới thiệu như vậy. Thì các bạn có thể mua luôn từ lúc mua đàn cũng được, và sau này các bạn mua. Nhưng mà có một cái thứ nữa đó là cái dây đàn, thì các bạn mình nghĩ các bạn nếu mua đàn các bạn nên mua cục. Đấy, để dòng nó đứt thì mình có thay luôn. Chứ thường thì các shop sẽ không để ý rằng là sẽ phải bán dây kèm đâu. Nhưng mà các bạn có thể nói là muốn mua thêm dây, một bộ dây đi, hoặc những dây 1, dây 2, dây 2 đứt này, cái dây nhỏ nhất trên đàn nó hay đứt thì các bạn mua thêm. Đó, đấy là phụ kiện thứ 5. Và cái nữa là cái vỏ đàn để mang đi mang lại được. Đó, thì đó là những cái phụ kiện cần thiết. Còn tất nhiên thì sau này các bạn tiếp cận sẽ còn nhiều cái nó thú vị hơn nhiều. Nhưng mà tạm thời đó là 6 cái thứ phụ kiện mà mình muốn giới thiệu các bạn. Đó là đầu tiên là dán trong xước này, trang trí đẹp, hộp đựng pick, và pick các bạn thể dán bất kỳ vị trí nào nhé, mình chỉ dán đây để mình que thôi, còn thực ra các bạn dán bên cạnh cũng được. Chốt đeo này và dây, đó là 4 rồi đúng không ạ, thế là 5 ấy. Capo là 6, vỏ đàn là 7, dây đàn là 8, nghe được, cũng nhiều đúng không ạ. Ok, mình chỉ giới thiệu như vậy thôi. Thông tin nhà mình đây các bạn, nếu mà cần bên mình có khá là nhiều phụ kiện. Còn một cái nữa đó là khi các bạn biểu diễn ấy, sau này các bạn không phải biểu diễn cũng kiểu ví dụ như là đi liên hoan mà chỗ đông người mà kiểu ngoài trời ấy, thì các bạn cần mà cắm kết nối vào loa thì sẽ có một cái phụ kiện nữa gọi là EQ, hay là gọi là các cụ các chú các bác gọi là bobin đấy gì đó, đại ý là EQ hoặc là pickup để lắp vào miệng đàn hoặc là khoan vào đàn. Đây thì nó tùy, nói chung là nó là một cái thiết bị để kết nối ra loa. Và khi mua cái đó thì cần phải mua thêm một cái dây line nữa để cắm dây hai đầu, để cắm từ cái đàn của bạn EQ ra âm ly.
Đấy, thì đấy là những cái phụ kiện mà mình giới thiệu qua như vậy. Và một thứ này nữa, giới thiệu càng nhiều. Cái này thì hầu hết nó không quan trọng lắm đâu. Cái này là cái ti chỉnh cần, chỉ dành cho những cái đàn mà có cái bộ phận chỉnh cần đàn, tức là nó chống cong cần, khi cần đàn nó cong thì dùng cái này. Đây là cái lục giác để chỉnh cần đàn cho thẳng lại thôi. Ok, có lẽ là càng giới thiệu nó sẽ càng nhiều, không đi nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của mình.